And I know it's gonna take some time. See a part of you and me sometimes. And I know it's gonna bleed sometimes. Can I give you what you need sometimes? I know it's not fucking gonna be sometimes. You always be a B when you need some. Take some time. See a part of you and me sometimes. And I know it's gonna bleed sometimes. Can I give you what you need sometimes? I know it's not fucking gonna be sometimes. You always be a B when you need sometimes. That's okay, cause I beat when you meet one time. I got two phones. One for the hoes, one for the pros. One for the niggas that know. Niggas just talking to hoes. They keep it secret. I think might have to go pro. You throw the fist, I'll throw the pole. Cause if you don't mind your own sống rồi. Cái dù nó bọc kéo người ta đi trượt cái dưới mặt nước. Yeah.
kéo đi thôi. Mình phải xả chứ mình không xả là đứt dây phải không? Ừ. Xin gót của nó đó các bạn. Được không?
lái xe mà lái xe mà rồi mới về tiếng máy không tiếng mà rồi sao mời nghỉ mời làm nổi chưa có rồi nó đổ lấy nó đổ lấy gì hết rồi nhà nó phá xong hết chưa nó đổ phá nhà xong hết chưa phá xong luôn hả à, nó có kêu mời làm không chưa rồi giúp làm cái đà này là xong ngồi nó cũng chằng chịt chịu không có ngắn nữa không núi trên nó bên đó là núi ra ra nằm nghỉ đi nghỉ chút đi okay. Ra rồi. Biển cả xong ngồi rồi cũng như chằng chịt nè giống như bên Việt Nam nha mà đều cây cối bên này nó khác nha cây nào nó trồng ra cây nấy hết trơn cây có xanh lè xanh lét đâu có bụi bặm gì đâu nhà cửa cây xanh lè xanh lét bụi bặm gì đâu không có bụi bặm nha sạch sẽ nhưng mà nhà đây nhìn nhà Mỹ thì nó đẹp còn nhà Việt Nam nhà lá nhà trò nhà gì đó nhà lậu thì nó cao nghiêu nghiêu cắm vô cắm nhách bạn thấy nhà đây nó đều nhìn đây nhà nào rồi đấy đều sân vận động ở đây nó ngộ lắm chỗ nào nó cho anh cao là cao chứ nhiều khi nhà mà cái gì mà tự nhiên đứa nhà cao lên đi coi nó kỳ ha nó không đúng quy cách của nó này nó đâu lại ra đó chỗ nào là nhà lầu còn chỗ nào nhà thấp là thấp như nhà này nè giờ tự nhiên anh đưa cái nhà lầu mấy tầng nó đâu cho đâu đâu xin chứ chính phủ đâu cho mất thẩm mỹ mất mỹ quan thành phố chính phủ cho người dân không cho chính phủ cho dân không cho nhà tự nhiên nó tao nguyên khu tao nhà thấp thấp tự nhiên mà cắt cái nhà lầu lên nó đâu cho phải muốn cắt là cắt đâu dần núi chứ phải câu cá này đâu okay, okay. cảm ơn rồi bye quá trời bự rồi này mở cái đó cầm vô mở cái coi nè giật cái đây luôn cỡ 4-5 kg câu đổi điểm 2-3 điểm 2-3 chỗ nghe xích vô luôn quá trời bự nặng cỡ 4-5 kg We'll be right back.
là như ba tính nhẹ nó uống tất nhẹ không được sao con đó vì khó mấy cái này bỏ ha sao mày chết lá phép bỏ hả lấy mấy cái gì gì vậy thôi bỏ đi nhiều quá ăn hết ha. Nè các bạn thấy tôi mần không? Đây cá này mới đi câu được về đây. Mà cái này thằng cha thằng em nó câu chứ không phải tôi câu nha các bạn. Các bạn lên YouTube xem nha. Tôi không có bạn. Đây, tôi mần ra tôi chỉ có các bạn quay phim thôi. Mà quay phim này là vợ con tôi cấp chứ không ai cấp bằng cho tôi hết á. Chị Ngân. Chị Ngân nghe không chị Ngân? Coi cái đầu nè. Các bạn lên YouTube coi nha cái đầu nè, cái mỏ của con cá nè, nó cái xương sụm của nè. Sụm không hả chị Ngân? Gieo nè. Sụn. À, cái này ăn rất là ngon, cái này nhưng mà sụn chặt nè. Ra đi bự quá à, chặt, sụn ra. Nè. Chặt ra hồi cạo từ còn miếng cái này nè. Là cái đuôi nó nè, cái đuôi nó thịt nè, các bạn coi nè thịt nè quá trời nạc rồi, cái nạc nè, cái nạc này chắc sắc tẩm lù quá, tươi nó tươi xanh như canh chua tươi. Không cái quá trời rồi. Cá tốt mà. Chị thấy tôi đi với biển tôi ăn cái ruột cá không, ăn nguyên cái ruột cá luôn á. Nước chảy ngược lại rồi. Tâm. Ở dư. Ô không khứa dài dạ. Xuống. Dài đó hả? Ờ đoàn cái đó đoàn Thái. Không biết Thái ăn cá mới lù được không. Trời ơi sắc nó mềm xèo em ơi. Sắc nó mềm xèo à. Cái này. Cái đó là chắc nấu ăn chua mà cái dài quá. Cạo lại cắt lại chứ dài lắm. Rồi cắt xong rồi bỏ vô này ngâm đi hồi đem ba cạo lại một cái nữa tại vì nước sôi đi đến thôi nó ra hết rồi chắc nó chà phèn không không khỏi phèn mà là cạo nước sôi lần nữa nè khóc lì tối ngày ăn này ăn kia ha lắm chứ chưa chị Ngân em bên đây em muốn sữa được á chị Ngân em xuống uống sữa thay nước không á chị Ngân cả ngày em không uống nước mà em uống sữa không á chị Ngân sáng quay em phải ca cà phê sữa đá vậy đó chế nhiều vô đi rồi ngâm nó ngâm vô hết mấy cái miếng kia luôn rồi cái uống hết cà phê sữa đá xong cái nước đá còn cái em chế nguyên lấy cái bình sữa tươi em chế vô cái em ngã không hút đó cái em khát nước em lại muốn khát nước em lại uống hết trơn một ca bự vậy tới chiều tại vì bên Việt Nam sao sữa em uống không được nha mà cái sữa này uống rất là dễ uống luôn thành ra em muốn về em khỏi uống thuốc canxi nó mua 2 gallon sữa mà có 1 tuần là em uống hết 1 gallon 5 lít á chị Nga nghĩ đi bây giờ em phui tới thùng mới nữa còn qua đây bả còn em bé hơn tôi nữa giờ hôi cái thùng mới uống giờ tới bữa thứ sáu phải cho hết là thứ bảy em đi chơi rồi thứ bảy đi Seattle chơi rồi đi chơi một bỏ tuần nước sôi xong rồi mình làm gì nữa không ba cạo sập lên nữa ba thấy ngứa không vậy hả đi chị tỉnh người không biết sắp đi hả đi cái sắp đi chơi một tuần hả tới thứ bảy mới đi dạ thứ bảy đi Seattle chơi bán mang bao tay vô mà đi xuống dưới mó đi chơi dài đường đi lấy xe đi tới đâu ngừng tới đó chơi xong rồi lên đi ăn chơi đi tiếp vậy đó rồi đi tiếp tới chỗ nào tối cái đóng cho tối cái mướn khách sạn ngủ rồi cái bắt đầu vậy cái ăn uống cái đi chơi tiếp đi tới chỗ đó chơi mấy ngày nữa cái quay cái về cũng đi vậy đó Việt Nam ba lô đi chơi tới một tuần đứng mới về tới nhà ta tay ba lô giống như mình tới đó mình chơi khoảng 3 ngày còn mình đi đường mầm vừa đi vừa chơi 2 ngày là 2 ngày đi 2 ngày về là 4 giờ ở xuống tới chỗ đó chơi 3 ngày nữa là 7 mới là tính đi máy bay chơi 5 ngày rốt cuộc đi xe chơi 7 ngày trời ơi dạ không phúc phúc đi tắc sệt phúc về bển đang đám dỗ thay vì cô Phúc về Việt Nam đám giỗ không có về mà về bên kia cúng ông ngoại cô Khoa đi qua bên hai dì kia đó ba với mẹ của Khoa đi ngay ngày đó luôn
Bữa đó em tính là 20 mới đi mà rốt cuộc đi xe đi 19. Cái 19 ngày đó ba mẹ Khoa cũng đi luôn. Ý anh nó nói về Khoa bị bỏ đói, hai đứa ra ăn cơm ngoài. Nhà đẳng đi hết, nhà đầy đi hết cho tụi nó nhịn đói. Ủa chứ ý anh không đi hả? Ý anh đi làm mà chị. Trời Khoa cũng đi làm mà dễ gì đi được. Vậy em đi với ai? Em đi với vợ chồng chú Năm. Rồi cô Tư Dưỡng Tư là chị của chị anh rể chú Năm. Rồi anh hai chị hai, anh hai chị hai của chú Năm nữa. Là bốn cặp vợ, bốn cặp vợ chồng là 8 người đi á. Dạ. Yeah. Cái này giờ túm bỏ đâu? Cái nào? Đây, túm nước lại đây. Đổ đây dưới góc đó, xong rồi túm cái này, cột lại cái đem bỏ thùng rác. Rồi tắt chưa? Ok. Ừ? Say bye. Rồi, quay lại nha, quay lại nha. Xong nữa. Được chưa? Rồi. Đây, bắt đầu cạo tiếp. Này nước này, nước nóng nha các bạn, nước nóng nè. Đó, cho nó nóng. Rồi mình cạo một lần nữa cho nó thấy sạch. Nè, các bạn xem nè. Cái đầu tôi chặt ra nè. Đó, cái thịt. Thịt cái đầu của nó nè, toàn là cái xương của nó, xương sụm không à. Nè các bạn coi xương nè, xương sụm không à. Rất là ngon đây nè. Đó, xương sụm nè. Đó, xương sụm. Đó, mấy miếng này nè, có mấy miếng xương sụm không à. Chứ đừng chê cái đầu nè, cái đầu là ngon nhất luôn á, anh thích ăn cái đầu. Nè cái xương sụm đây nè. Đó, xương rất là ngon đây nè, cái xương sụm này thấy không. Cái đầu này giờ mình nấu canh chua. Nấu lẩu thái. Ừ, nấu lẩu thái. Lẩu chua thái. Nè, thấy mấy cái sụm không? Đó, cái xương này ha, nè. Nó như sụm heo, nó ăn nó giòn lắm. Nè, cái xương này nè. Xương sụm không à? Nó giống như miếng thịt dừa. Nó giống như là... miếng thịt dừa. À. Thịt thiệt là ngon vậy. Cái đầu không là được nhiêu đây. Cái này hơi bự. Để chắc này ra nhỏ chút. Con này mới cứa đuôi. Mới cứa đuôi nè, các bạn có thịt nè. Chàng ơi, đuôi nó thiệt còn ngon, có thịt đó nè. Hết biết ngon không? Được 2 cứa đuôi, 3 cứa đuôi. Cái này cứa giữa nè. Mấy cái đuôi nè. Thấy thiệt là ngon không? Đó, 5kg mà. Hai khúc giữa đây nè, hai khúc này nạt không? Hai khúc nạt để tả bánh lùn. À, nã để tả bánh lùn. Mình cái đầu này nè, nấu con chua. Ngày mai có mấy gì nó qua, mấy gì nó ở bên... Úc Linh Hiêu. Úc Linh, Úc Linh qua chơi. Úc Linh Hiêu. Úc Linh Hiêu qua chơi. Mình nấu con lẩu mình đãi. Nấu lẩu thái, đãi. Thái đãi. Mấy bà gì ăn... thịt thiệt là ngon luôn. Nhưng mà con cá này nó nhớt lắm nghe các bạn. Phải trụng nước sôi 2 lần. Rồi về đây đem lên đây là phải cạo nước sôi 1 lần nữa. Nó mới sạch. Rửa chừng nào mà mình cầm nó mình cảm thấy nó không còn nhớt nữa là ok. Hửi cũng không còn tanh nữa. Hửi không nghe mùi luôn. Hửi không nghe mùi tanh cá luôn. Khúc này, khúc giữa này nấu canh luôn ha. Ê, nấu lẩu luôn ha. Ừ. Nhìn khứa ra luôn nha. Ừ. Mình thì làm cái gì cũng được hết á. Nấu cơm, nấu nước, kho cá là mần. Ô, nhiều quá. Mần bếp là ok. Nhiều nữa thôi, đừng sắc nữa nha. Cá này tôi mần như... như là mấy người mà tổng khẩu mà người Tàu vậy. Nhớ lại cái nữa. Chắc cái này để riêng để làm gì nữa. Đừng làm nữa. Bao nhiêu nó là mệt rồi đó. Không làm được ra hả? Cạo thôi hả? Không, cạo thôi. Nhiều lắm rồi. Thấy khứa sẵn rồi luôn, lỡ rồi. Nhưng mà để coi cho tả bánh lùi sắc mỏng ra. Chứ nhiều quá rồi. Cái đó là để chung vô đây luôn đi. Cái này không có tả bánh lùi đâu. Cái này là chỉ nấu ăn hay là một là kho hay là nấu ăn chua. Để riêng cái nhóm này đi. Còn cái miếng kia đừng sắc nữa. Miếng này hả? Ừ.
Tại này chắc rồi nó với này miếng nè. Nhưng mà lạng cái xương đó ra đi, cái miếng đó ra đi. Ồ, bữa nay mới gì lại ăn tiệc. Chưa dọn ra hết mà. À, dọn từ quay từ từ quá. Đã người ta chạy tới trốn qua đây mà cũng được theo nữa hả? Gì bà gì nghe gì đào á. Hả đào. Rồi qua đi chơi nữa. Đây rau. Mà có thấy rau nè. Rau này là đặc biệt là trồng ở nhà nghe các bạn. Các bạn xem đi, trồng ở nhà. Con thấy vụ bà đào qua có rau sạch. Rau sạch đó đó, cái gì này nè, gì trồng ở nhà đó, cái gì đó đó. Cái gì ốm đó, còn cái gì rồm này thì ở Vĩnh Long qua. Những kêu rồi. Người đẹp có cái này để đó rửa cây rồi chén đó. Đó đây hả? Em ngồi đâu? Ngồi đó đi. Ngồi đâu cũng được. Đâu cũng được. Ngồi chỗ nào êm ăn gì. Ngồi đó đi. Rồi chị mang ngồi kế. Ăn ngồi đây. Thì chị đào ngồi đồ bàn nữa hả? Hai đứa nó ngồi đây. Chị Nga ngồi đây dễ ăn hơn không? Ngồi đi. Chị ngồi đây cho nó thoải mái. Em vô đây, mai lại đạp vô ngồi đó cũng được. Mai vô đây. Dạ. Nhưng mà đâu có sách được. Cái đó để sách qua đào rồi hả? Cái này dễ không rồi này. Hả? Hả? Cái này nha. Không, yeah. Số là... Thank you. Nghe với đào, uống rượu đỏ. Trắng đó. Trắng nè. Đây, tôm đỏ đây các bạn ơi. Con tôm này là tái chanh Bồ Tát. Hết sảy luôn. À. Nhớ kỳ đó, uống rượu nào mạnh nhất cũng là xin tố mẫn cầu. Ủa có chanh chưa? Đây các bạn xem tôi ăn con tôm đỏ nha. À, trước khi ăn là ăn với cải bẹ xanh nha. Cải bẹ xanh nó mới nồng. Đấy. Đó, ngắt cây xanh đây đây, đây con cải bẹ xanh nha, nó mới nằm nha. Đó. Rồi con tôm này á là cái bồ tạc, đây là bồ tạc nha các bạn. Đó. Trước khi ăn á là tôm lột để vô cái cho nó lạnh vậy nè. Đó. Rồi mới gấp, mới trụng trụng vô chanh chút xíu, vô chanh cho nó tái con tôm, đó, cho nó tăng cái độ ngọt của con tôm lên. Đấy, đã thấy các bạn thấy thái không? Đỏ con tôm lên phải không? Đấy. Miếng nào? Rồi bây giờ chấm với bồ tạc. Đây, chấm với bồ tạc nè. Rồi mới cặp vô với rau cải salad. Đấy. Ê, cải bẹ xanh chứ. Đâu, phải có rau, có rau, có rau mới ngon. Ăn không. Ừ. Ê, con tôm cho ăn không, con rau lúc vô mới hấp dẫn. Con này rau mặt dữ trời ơi, nó bừng bừng lên rồi. Mùa bạc á hả? Ừ, ừ. Chứ mùa bạc nhiều quá hả? Tại ơi. Nó bừng lên cái hả? Sao mùa bạc này vàng chứ không phải là sao? Ờ, nó nồng lên một cái quá trời. Tại nhiều quá. Có nước tương. Có nước tương. Mà nó đã. Nước tương hả? Ừ, ừ. Chịu không nổi. Quá ngon các bạn. Cái vị rồi. Nó ngon lắm. Bữa chị Hương chị không thấy. Chị đi lấy mù tạt, chị tưởng bơ đó. Thôi được rồi, ăn đi, ăn đi. Rồi, mời các bạn uống một miếng đu nho vô nữa. Nè. Sống tại em có đu trắng, uống đu nho đỡ. And I know it's gonna take some time. See a part of you and me sometimes. And I know it's gonna bleed sometimes. Can I give you what you need sometimes? I know it's hard fucking gonna be sometimes. You always be a bee when we meet sometimes. It's okay cause I be when we meet one time. I got two phones. One for the hoes, one for the pros. One for the niggas that know. Niggas she talking to hoes. They keep it secret, I think might have to go pro. You throw the fist, I throw the bow. Cause if you don't mind you. Cá ngày qua câu về làm đó. Cái này như lá gan nó với trứng thôi nè. Trong bịch. Lát bỏ gan vô ăn ngon. Trứng như trứng gà vậy nè. Đây hôm nay nấu lẩu nè. Các bạn thấy lẩu không? Trứng bự dữ dạ. Mà con chưa biết ăn được không nè. Cái dè nó nè. Con mới bỏ vô thôi. Đó, tụi nãy ăn cái dè này các bạn coi nha. Mẹ nói mẹ không dám nè mẹ. Con có thời gian mà. Con có mẹ không? Biết nấu
Ồ, cái sụm nè. Hồi nãy giờ để cũng sụm lâu lắm rồi mà. Sụm rất là chín ngon. Chín rồi. Đó, cái sụm nè, để cắn thì cái giọng. Giòn. Ăn giống dự thảo đi. Giòn như xương heo hả? Chín rồi hả? À, chín rồi. Nghe giọng luôn. Cá cũng chín luôn rồi. Thịt cá rất là ngọt. Quá ngọt luôn. Bỏ nước sốt vô, hình như hết hết. Ngon. Cay quá hay gì nha. Cay bắt đầu chảy mũi rồi. Chưa có ăn được bao nhiêu hết. Ai nô, không đúng có dám để chảy ra nè. Đúng ra mình phải để khi mớt vô. Cà tế vô. Cà tế vô. Cái gì cay hả? Chưa đâu, mới có một miếng thịt bò thôi là bắt đầu. Chị Nga, chanh vô chưa? Hồi xưa cũng đâu có dở vậy. Múc nước chanh này vô hả? Chúng ta để nếm rồi, Thế hả? Ngày lớn bữa ăn được không? Ừ. Ông sao kẹo ăn cay không nha? Rất là hay, rất là cay. Ừ. Ở chung.